server lớp dám chạy đây mà đánh nhau được cả, tại vì họ đang bần kiểm soát thế lính. Cho nên đây là tình huống di chuyển rất thông minh đến đường của Ezreal. Và khu vực đường dưới thì có giao tranh lướt lên cấp độ 2, mất thanh tẩy đến từ Artemis và trả ngược sát thương Vinboy đang gặp nguy hiểm. Anh ta có thể xài mất tốc biến, có chiêu đấu và wow, tốc biến lên, mạng chiến công đầu dành cho Vinboy, quyết định là trả ngược sát thương nhưng mà không còn chiêu thức nữa, Hilba sẽ phải đi bộ về. Còn trong khi đó là câu chuyện khu vực đường trên, Buon đang tạm thời gặp một số sự khó khăn nhẹ khi mà đối thủ là một con Na rất nguy hiểm. Cú nện tàn khốc nó chỉ đơn giản làm chậm Enter sẵn sàng đó, ba solo kill rồi, liệu là có không hay không, đầy một phát đánh thương nữa, Buon không né được và Enter vẫn còn thở được. Hai xác về phía của xe. Thì bên phía của Enter ta cũng có một giải pháp khác, đó là anh ta sẽ mua cho mình cái lưỡi hái. Rồi tụi nó bắt tay rất thành công, Malet hiện tại đang bắn rất đầu, đó là thằng Hoa Lương đến từ Artemis và Artemis sẵn sàng cho nút tiếp theo nhưng mà không được. Vinceboy vẫn đang bắn khá gắt và tập bắn tụi nó cũng tương đối bị hạn chế, tóc biến cũng không còn nữa cho nên tạm thời dừng lại đây mà thôi. Nhưng khu vực đường dưới tiếp tục xem tụi nó đánh nhau, Hiba đang tìm một cách để có thể bỏ chạy nhưng địa một đang di chuyển tới phi hồ, đó là hôn gió không trúng tất cả mọi thứ hiện tại đang hôn và địa một không còn năng lượng nữa. Anh ta đang cố gắng phi hồ trụ băng phát cuối và địa một đâm xuống, rất đáng tiếc của phi hồ rất tai hại. Đây là Fire giữ chân lại, Malet bị gõ chết bên Natha và Vinceboy đang bị kẹt lại, anh ta hình như chưa có cái nhanh như điện và Hiba có một tình huống không giữ chân là thành công nhưng ngay lập tức Rafa đã chuyển tới, đã có thi đấu thẳng vào đầu và đó là chiêu cuối giai đoạn của bạn, cùng thứ 3 dành cho bên phía của Cerberus. Rõ ràng là như thế nhưng mà khu vực đường trên thì đang đẩy rất là cao sau mạng hai cùng lúc đầu, thì chúng ta có thể thấy rằng Artemis đã khởi đầu với một cái lưỡi hái và bây giờ tích sắp xong rồi, 30 số nữa lao lên đẩy được hai người về khá đẹp, làm cho anh gây sáng tương và hiểu ba thứ ba xuống có một bàn hận của Ember, liệu rằng anh ta muốn làm thêm và ta muốn lực thật sự luôn, có pháo động trường khóa chân lại Ember quăng đá và nó không trúng đối nhanh. Tuy nhiên ở tiếng này bên phía của SE họ đang muốn tấn công một sứ giả nhiều hơn, rồi lại tấn công địa một là người gặp vấn đề, anh ta phải lùi về rồi, rất tha vừa rồi mất chiêu cuối đến cái quay ngược trở lại, gia đô không còn nhiều năng lượng nhưng mà Ember đang thấp máu, địa một cũng vậy, họ quyết định là lùi lại một nhịp và lấy đến tích full nổ cho mình áp biết vào vị trí. Bây giờ là đang coi liệu ăn được, ôi đó là phải ba người và cái đầu tiên Artemis sử dụng kỹ năng của mình vào giữ chân được rất nhiều người, hai sát gì đó lên phía Cerberus và chặt chặt xuống được bàn cột thứ ba. DNK đang làm tất cả mọi thứ nhưng không được phát gõ ngàn cân của Diana, kiếm một kill cho Cerberus vẽ xe quá tham trong tình huống rồi. Còn trong đó DNK đang tốn khá nhiều thời gian của mình dưới đây, đấm thử tốn thời gian đấm trúng rồi, ngay lập tức Artemis đang bị giữ chân lại, đó là tất cả những gì có thể và Artemis có thể bỏ chạy và không có thoát đi, thả gấu ra, đó là trang dựng lỗi, hít ba đang tìm một cách thoát đi và ta đang bị con gấu nó tác, nhưng con gấu nó không tác chết. Vinboy đang một đấu một, Artemis bất khả kháng cự lên, Buon đang nhắm vào điện cây của Vinboy, Buon thấy được Vinboy cứu nợ tại không làm chậm được Vinboy, rắc thả thới tập biến Vinboy đang tìm một cách để bỏ chạy và điện cây nắm không được rồi, ta đã bị hất tung lên block xoáy và ta nằm xuống mang chạy đuổi rắc thả. Và phải bắt đầu sau này, Yado đang tìm cách thoát, anh ta sẽ bị một cú quy trực về, ta tốc biến tốc của quy trực về cho nên ta vẫn còn đủ máu để có thể đánh nhau. Địa một đang phải đi bộ, quy trực về lần này thì Yado anh ta sử dụng đồng hồ của mình để có thể học lầy. Địa một sắp sửa nằm xuống, anh ta hết tốc biến rồi, nhưng ta vẫn còn đó ôm gió để giữ lại để có thể đánh tiếp. Cho nên là ngay lập tức Rasta bỏ cuộc, còn đường dưới, Vinceboy sẽ làm gì đây, một cú bắt tay không thành công lắm. Và lóc giấy của Rasta cũng không còn, cho nên Vinceboy thương tha sống. Thậm chí là Artemis còn hơn cấp độ so với cả người chơi Dizzy của đối phương. Và do đó thì bên phía của team SE họ thiếu sát thương hoàn toàn ở pha giao tranh vừa rồi. Họ quyết định là tấn công một người Kratta. Anh ta có một chiêu cuối, không còn tốc biến chính xác được chưa hồi. Và có màn chấm dứt dành cho Diamond. Ý định của SE rất là họ đang muốn tìm cách nào đó để bắt được Artemis. Họ đang làm được chuyện đó nhưng không chứ lại được sử dụng cái đặc tính tốc biến đẩy được vào tường rất hay đến Ember. Ta đang tiếp tục tiếp cận mọi người. Artemis hết cách để có thể thoát. Rakta xin chịu lóng xoay nhưng vô nghĩa. Ember phía bên này tìm một cách để thoát đi. Rakta chim mồi để có thể dí theo gõ của gậy ngàn cân. Nhưng cục đá thật sự ngộ không lúc nào cũng xuôi với những cục đá. Và anh ta kẹt phải một cục đá bên này, ra đây Buon đang bị kẹt lại tại vì dính tiền kỹ năng liên tục mặc dù sử dụng cú nện tại không, nhưng ta không thoát được và mạng dành cho điểm một. Và ở pha thi đấu vừa rồi thì rõ ràng SE họ đã trồng CC rất hay. Họ từng bước dí thẳng vào Artemis, không hề có tốc biến ở pha thi đấu vừa rồi. Nếu như cầm đồng hồ đi vào cái bụi đó sẽ có một tí tốc độ tiến và tiến cận. Nhưng mà khoan đã tấn công một chiếc Artemis. Lại Artemis là người bắt tám chủ một chất. Anh ta thấp máu, anh ta chạy về. Và sát thương gây là khá nhiều, Artemis vẫn còn tồn tại. Vì thôi thì bị vây, anh ta chạy về với nhanh như thế. Tốc biến chấm dứt bởi sát thương đó từ Yado. Phía bên kia con Na khổng lồ, nhưng chàng tiền phong lực điện đứng trước thì con Na cũng không dám vào. Vinboy khi mà Vinboy cố gắng tốc biến lên để kết liễu Artemis ở pha thi đấu vừa rồi, và bây giờ bên phía của sắt họ đã hơn người. Cú nện tàn khốc hất tung được hai người và cái lập tức giữ chân làm khoảng thời gian khá là nhanh và Ballet đang là mục tiêu được chọn. Ta cố gắng thả gấu nhưng thả gấu không hiệu quả. Điền cây muốn quay trở lại đấm hay không đây, anh ta đang suy nghĩ, anh ta đang đắn đo. Ta quay trở lại đấm luôn, rất khổ bỏ đến từ Điền cây, nhưng liệu là nó được nhiều hơn hay không đây. Buon bắt đầu nhắm, Điền cây bắt đầu còng. Ember đang là một con tí nỉ tương đối khó. Điền cây còng, sau đó ta còng ra, anh ta đang chờ đợi cho một thú còng vô, nhưng liệu là được không? Điên Kay đang suy nghĩ, đang tiếp tục đánh đo. Anh ta gồng vô không đây, anh ta đang suy nghĩ, anh ta quyết định, anh ta sẽ làm gì đây? Anh ta vẫn chưa có một pha gồng, anh ta bị kẹt lại, anh ta bị dính mất tay. Baron đã có những lần từ Cerberus và Điên Kay nằm xuống. 96 cho Cerberus. Và sau một thời điểm cảm giác là Điên Kay gồng anh ta quá mệt, thì
vị trí của Hiếu Ba là có một tình huống bắt tay và anh bạn à. Mờ thì ngồi xuống quay đấy rồi thì hút bỏ đó. Và thành công Ember đẩy được khá nhiều người vào thế giới hỗ trợ cả. Bull đã di chuyển tới, mày đã có cho Shadow một kỹ năng Ender Bull. Và tất cả những gì Bull làm đó là che chắn những người đồng đội của mình tấn công vào khu vực công trình, nó không được đứng giữa mình với xe. Với một Ember bên phía của Sarah, họ đang đẩy vào cái trụ đầu tiên vị trí đường giữa này. Và có thể sẽ là cái trụ thứ hai, dòng đang chờ sẵn họ. Và có lẽ họ sẽ đẩy cái trụ thứ hai này, sau đó quay trở lại khu vực hàng rồng. Nó là một cái điều đúng đắn dành cho họ. Ở pha thi đấu vừa rồi thì chúng ta thấy một điểm là bên phía của team Cerberus, họ kiểm soát tầm nhìn cực kỳ tốt. Rồi Artemis đã bắt đầu đẩy ở vị trí đứng giữa này. Họ sẽ quay trở lại kiểm soát của Baron. Tuy nhiên Baron 1 phút 33 giây nữa nó mới hồi sinh. Điều này đồng nghĩa việc là họ chỉ muốn kiểm soát rừng lớn xuống thôi. Nhưng cái đám thẳng ngay lập tức Rakta quay trở lại tấn công của lốc xoáy của mình. Hai bên đều đang bật vương miệng của Valet đang quay trở lại với cú thiêu rụi đi. Một hôn gió trúng tên của Bull, nhưng Bull hiện tại đang khá là trâu. Và Fistboy vừa rồi anh ta nhảy tưng lên tại chỗ. SE đang bị lỗ người rồi. Lượng máu này nó không cho phép Dinkay đánh tiếp. Thậm chí là chúng ta đang thấy là bên phía của Sebrat họ có rất nhiều công cụ để outplay đối phương. Nhưng mà lao lên đó là Dinkay, anh ta tấn công vào cùng Yado. Nhưng mà Yado khá là cứng cửa, chiêu cuối đến từ Hiếu Ba. Hấp dẫn thẳng từ bên phía kia và lao quay ngược trở lại là Bull. Bất khả kháng cự được bật ra. Và ngay lập tức bất khả kháng cự đang khiến cho Bull sẵn sàng cho cú đỡ. Tại các bạn hất tung được xạ thủ của đối thủ là phía bên này hút gió thành công. Nhưng điểm một không có một cú trường băng vĩnh cửu giữ chân được Bull bắt tay đẩy Ember ra. Ember đang sắp sửa một con na khổng lồ. Nhưng Beast Boy đã bị kẹt bên trong bể công không gian. Ta đang đứng ở bên trong đó mà bắn vào những con lính mà thôi. Bất lực thật sự. Mắt được giải ra cực kỳ nhiều đến từ Severus, đảm bảo chắc chắn sẽ không có một vị tướng nào có thể luồn ra vị trí phía sau như là DNK hay là Ember với Vampy hay là con bài Na này. Và bây giờ thì Severus họ đang muốn tấn công con rồng này. Đây là một pha giao tranh mẹ xe đang muốn đánh với Ember, đang sắp sửa con na khổng lồ rồng vẫn đang được ăn. Hiếu Ba đang đẩy đối thủ ra trong một góc cực kỳ nguy hiểm và cái đất Severus đã có được con rồng, họ chuyển sang tấn công DNK. DNK sẽ bị hất tung lên lần nữa mặc dù sử dụng tạo xung đột nhưng ánh trăng kỳ lỗ người ta đang mang lại cơ hội. Bull đứng che, Bull đi bộ với Ember bắn hoài không chết, bùng nổ và đó là Pinboy ta sắp sửa nằm xuống. Ta đã có thể thoát đi, hợp chất điên loạn không nhằm mục đích gì cả, nó đã đẩy lùi được đối thủ ra và nó không giữ chân được ai. Nhưng quan trọng hơn, Severus có điều mình cần, bốn con rồng đất. Thật sự đây sẽ là một con số khổng lồ. Đây Vince Boy, Vince Boy sẽ cần phải có cú nhanh như điện. Chúng ta nhìn vào lượng giáp ảo của Bull đang có quá là căng thẳng. Chứ kể nhìn cái lượng giáp ảo anh biết thực ra cũng ngán đánh rồi đấy. Súng thiên lý, súng huyết tinh. Giờ DNK suy nghĩ kỹ, suy nghĩ kỹ. Nếu như anh ta muốn đấm vào, ta sẽ cần phải suy nghĩ kỹ. Còn trong cái đó Bull không hề lo sợ một cái e thôi. Ember đang bị kẹt bên trong phía bên kia. DNK cũng tương tự giao loại và địa một hôn gió trúng tấn công người Rakta, nhưng Rakta đã có thể lùi ra được. DNK rồi đấm hụt trong cái đó phía bên này quá nhiều thứ mà người cứ Bull mới mất nửa cây máu. Tôi từ thấy rồi, Barry đã phải nằm xuống. Tiếp theo bị dính bắt tay, DNK đi theo. Bull vẫn đang đứng trâu, anh ta vẫn đang đứng. Vinboy bắn hoài bắn mãi, bắn qua mùa thu, bắn qua mùa đại học, bắn từ hạ thu sang đông mà vẫn chưa nằm xuống. Thế vấn đề thì sao đây? Vinboy đã phải nằm xuống. Ember đẩy được hai thành viên nhưng không phải vào tường, Ember phải nằm xuống. Bull đứng xem, Bull hết đứng xem. Bull quay qua, Bull gõ người Barlet và lấy một lần nữa. Severus thật sự có một đội quá trâu và lại phải thi đấu đầu tiên dành cho Severus. Tôi đang muốn xem đường trên. Đường trên, năng nỉ. Đây rồi, Bull chạy đi đâu đây? Bull thả mưa tên lửa. Bull đang bị tấn công, ta đang trong dạng quá bại. Ta sẵn sàng đốt chết được. Anh ta có được 3 cục, nhưng ta sắp sửa nằm xuống. Đang trong dạng quá bại rất xui. Ember đã phải sử dụng tóc biến của mình, bật luôn cả vào sắp xét để nhằm có thể bỏ chạy được. Hiện tại Rakta đang không có chiêu cuối và Ember vẫn còn có thể thở đâu đó. Rakta đang chờ đợi cho pha cầu quy của mình. Và chúng ta thấy là chỉ số lính là đang chênh lệch hơn so dành cho Bull. Đây rồi, DNK đang tiếp tục muốn quay trở lại lần nữa và kia này Ember đang tiếp tục dí theo cho Bull đang trong dạng quá tải. Ta sẵn sàng dứt điểm. Ember nằm xuống rồi. DNK muốn gỡ, DNK đang muốn gỡ, anh ta đang muốn một lần nữa quay trở lại để có thể phá cái lò luyện đơn đó, nhưng mà liệu được hay không. Đây lóc xoáy lần nhất rất tuyệt vời, đang chờ đợi cho pha lóc xoáy lần thứ hai và có điểm một lần đây thì tôi nghĩ là Bull hơi khó thở. Anh ta đang bị chủ bắn vào bài hạ gục dành cho DNK. Rakta cùng với cả Yado đang chờ đợi một địa một hoặc là DNK đi lạc, nhưng không có một tình huống đi lẻ đến từ bên phía của team SBTC Sport. Và ở pha thi đấu vừa rồi thì ý đồ đến từ Bull đó là anh ta chờ bộ kỹ năng của anh ta hồi thêm một lần nữa, khi đó thì anh ta sẽ có được một cái lượng nhiệt là quá tải kết hợp với những bộ kỹ năng của mình. Ê, là đủ sát thương. DNK đang bị dí theo, Yado đang chờ đợi anh ta hôn gió thành công đấm ngược về. Tuyệt vời, DNK anh ta đã sử dụng W thì anh ta hết thở được. Mạng dành cho Yado trên người Kennen trong tay của Ember đã quay trở lại với chiêu cuối nha. Phía khu vực đường dưới thì gặp vấn đề rất lớn nha, ta sẵn sàng cho một tình huống cân hai trụ đang bảo một người Blade rất đau và ngay lập tức Slayer phải vung lông của mình ra để có được vài hạ gục.
Còn trong khi đó là câu chuyện khu vực nửa cánh trên này, SE đang làm tốt hơn. Đồng ý là Engine K đã nằm xuống thả mưa tên lửa ra. Slayer đang bị đốt khá đầu, Hiếu Ba đang di chuyển tới, Slayer đang muốn gỡ một lớp khi trước khi mà anh ta nằm xuống ta đã bị đốt rồi. Ballet đang là mục tiêu được chọn. Con góc nó không nhổ mọi người. Ballet móc được vào tường và ta đang tìm một cách thoát đi. Và liệu thoát được không đây? Tôi đang thấy một cú dịch chuyển thôi rồi. Lượm ơi, Ballet hơi khó chạy. Bull đã di chuyển tới lao điện, đang chờ sẵn lao điện để kiếm mạng hỗ trợ, và Shadow là người có được mạng không? Và ở vị trí đường dưới thì có một tình huống mà Slider cùng với cả Palette bắt được vào người chơi xạ thủ đối phương. Nhưng sấy tới luôn, sấy tới luôn. Có nổ rất đẹp, bật bão xâm xét được tung ra, làm choáng thành công những Moon và muốn truy đuổi tốc biến lên. Và anh ta đánh thường, anh thưa chiêu hồi chiêu, tiếp tỏa tải rồi. Một cái móc điện nữa, vừa đó là solo kill dành cho Moon, chấp luôn chiêu cuối. Palette đang lựa góc, Rakta cũng đang nhìn. Dinkay đang quay trở lại khu vực hang rồng, anh ta đang muốn có rồng. Trong khi đó Sibidus đang suy nghĩ rất kỹ. Dinkay vẫn chưa muốn quay lại khu vực rồng, anh ta đang muốn tấn công. Thả gấu thành công, Yado đang trong mục tiêu được chọn. Nhưng mà anh ta đang có thể thoát đi. Dinkay lao tới một cú lốc xoáy, nhưng Rakta không hề hỗ trợ cho ta. Anh ta đã có người hỗ trợ đó, Hiếu Ba với tình huống băng điện chơi của mình. Yado lướt lên nhưng nó không ổn lắm, và hai bên chỉ đơn giản là giảng hòa. Và khu vực đường dưới thì họ đang gây áp lực vào cái trụ, và người đang phòng ngự trụ đó chính là Hiếu Ba. Chúng ta cùng xem lại một pha này khi mà lượng năng lượng của Demon là không còn, và anh ta chỉ mới 2 stack trên người thôi, lao lên hùng và ui hay thế. Demon chạy thẳng vào cái hồn gió. Khu vực đường dưới đây có một thủ đấu giao tranh lốc xoáy, hai người thì phải lốc xoáy thêm một lần nữa rất thành công. Và tôi biết đâu phải nằm, Hiếu Ba sẽ rơi vào vòng tay của Slayer. Và double kill dành cho Slider và bây giờ anh ta sẽ tiếp tục đẩy ở vị trí đường dưới này. Không còn lớp kiện trụ nữa, nhưng có lẽ sẽ là cái trụ đầu tiên của trận đấu này dành cho bên phía của FPT Esports. 9 lớp kiện trụ dành cho SE, trong khi đó con số đó chỉ là 3 dành cho Sep mà thôi. Sau đó thì cái lượng tiền chênh lệch giữa cả hai team bây Bull giờ là... Bull thả mưa tên lửa khu vực đường dưới rồi. Và Slider sắp sửa nằm xuống cái chân đây, tóc biến của Bull sắp sửa hồi. Anh ta đang sẵn sàng đó và bật đúp để có thể thiêu đốt được phần người của Slider, nhưng không cần nữa. Thật ra bây giờ có số lượng mắt trên người Ballet hình như nó không có nhiều lắm thì phải. Hết rồi. Còn trong cái đó đối thủ vẫn còn đây có khá nhiều mặt tầm nhìn. Đây Ballet đang gặp vấn đề. Đó là lượng tầm nhìn anh ta đang tương đối hạn chế. Anh ta không có nhiều mắt lắm để cắm đẹp. Ember thì có một góc đẹp rồi đó. Ember hiện tại đang có một góc đẹp để có thể sử dụng cái bỏ sắp xếp ở đó. Bắt đầu Yado hôn gió thành công, giữ chân được anh đi thả gấu. Hiện tại đang khá là đẹp. Atomic bắt đầu đang được bắn bỏ sắp xếp tuyệt vời đến Ember. Thành vật điện đạt đỉnh điểm lên tấn công người của Điền Cây. Điền Cây đã bị gây sát thương, anh ta đang sắp sửa nằm. Anh ta đang cố gắng thả. Còn trong đó Ember đã bị dứt điểm của Atomic rong cho các thành viên của Cerberus, và họ có thêm 3 mạng hạ gục nữa mà chỉ ra giá một Hiếu Ba. Họ sẽ có cái trụ này, nhưng họ phải rất cẩn thận với pha tốc biến thả gấu đến từ địa một. Vừa rồi thì Rakta anh ta có một pha với kéo thành công người bị giữ chân là Hiếu Ba. Và Hiếu Ba lập tức sử dụng tới khi người sử dụng băng địa giới cho ra đâm xuống. Slayer đang được bắn, Bull bắt đầu đang chờ đợi cơ hội. Do đang trong dạng quá tải được hất tung lên thêm một lần nữa. Bull đang tìm cách tắt đi ta tóc biến được tắt, nhưng những cú gõ của Denkai này rất nhiều. 700 đồng đã có quay trở lại để bùng nổ với tất cả gì có thể, nhưng Rakta không làm gì. Ember sử dụng và sẽ giữ chân lại, ta biết đây cứ quay trở lại bắn, đang bật điện đạn đưa điểm lên và bắn vô cùng cháy. Nhưng rút lông về rất cay, Rakta đã phải sử dụng đồng hồ của mình. Yado đang bắt đầu liên tục sử dụng kỹ năng quỷ của mình làm biến tóc biến để có thể bắn được, nhưng bắn lên chưa có được bao nhiêu đam cả. Sibidus họ không gỡ được một mạng nào trong thủ đoạn rồi. Bây giờ còn đó tiếp theo, nó đang nằm quyền kiểm soát và SE họ đang ngay về Yado. Lấy mạng Yado liệu là đúng hay không đây? Bên bắt đầu suy nghĩ rất kỹ. Yado mà đi vào bụi là ta sẽ nằm xuống. Nếu như ta đi về thì thành công, ta quá đông. Quyết định là đi vào bụi và ta gây tức biếu. Tức lên là ta cố gắng chạy nhưng không được. À khó sống đúng không? Đúng. Và như vậy anh ta đã đi thẳng vào bụi và phải đi vào Dinkay và Slayer tóc biến lên thả mưa tên lửa. Nó ngay cái góc mà Slayer đang tìm cách về đã bị dí theo. Atomic bắt đầu sử dụng tất cả cái đam, tại vì hất tung lên với thủy đoàn tạm diệt. Điện một đang tới thả gấu ra vô cùng đen, chứ mày không có ai hỗ trợ cho ta cả. Atomic đang quay trở lại bắn, còn trong khi đó Dinkay lướt lên tấn công nhưng cũng không ai giúp cho ta. Ballet đang lựa góc để ta kéo, bắt đầu đi từ từ lò dò. Ember của bên dưới vẫn đang tiếp tục công cuộc phá công trình của bản thân mình. Anh ta đang làm tất cả mọi thứ để có được nó, và ta dịch chuyển ra khu vực bờ sông lưng thể nhằm lấy được Comadon. Và nó giúp cho bên phía của SE họ lùi về thành công ở pha trận đấu vừa rồi, và thậm chí họ lời về máu mặc dù không có mạng ở pha trận đó. Giờ SE sẽ nhắm lên cái trụ thứ hai của mình đường trên. Nếu như họ có được cái trụ thứ hai của mình đường trên thì giai đoạn sau thì bắt tập dịch. Nhưng mà điểm một đã đi sức cầu của ta đã phải trả giá. Điểm một đã đi vô cùng mẫu tả trong tờ đó, và cái giá phải trả là mày hạng gục của chính bản thân mình. Ballet cần có một pha móc vào tường, người ta tóc biến nó thoát khỏi một tình huống sử dụng trường băng vĩnh cửu. Yado để bóc lại và Slayer quay trở lại bắn, nhưng mà liệu được hay không đây? Thủy đô tạm dừng hất tung lên, Yado trở thành một thiên chọn, nhưng pha lướt nào Slayer đang trở lại quá nhiều nguy hiểm. Bật điện đang đi để mà thiết vẫn đây là bắn lốc xoáy tương đối trễ, và thì có được những mạng gục cho bản thân mình. Ta đang bị nằm xuống lốc xoáy tuyệt vời, nhưng nên cây cân ba là không thể. Bull đang tìm một cách các bạn cũng điên cây để cố gắng lừa, nhưng lừa không nổi. SE là đội thua trong thủ đô giao tranh vừa rồi.
Ember đang tìm góc, còn trong khi đó các đội Severus họ đang nỗ lực để nhằm mục đích có được con rồng. Điểm một bắt đầu đi vào tương đối sâu. Ember đang lựa góc không gió không thành công, nhưng lượng máu Ember mất là tương đối nhiều. Đây là một lượng máu thật ra tương đối nguy hiểm. Yano bây giờ chỉ cần lui về sau rồi sử dụng những pha không gió của mình thôi. Thả mưa tên lửa rất đẹp khiến Genie một đang bị tách ra khỏi đội hình. Yano bắt đầu lướt tới không gió không thành công và ta đang tiếp tục tấn công Ember. Ember mất máu nhiều quá, mất một công cụ giao tranh rồi. Mất một công cụ giao tranh rồi thì con rồng này tỷ lệ cao là rơi vào tay của Severus. Ember bây giờ bấm B về và chuyển ra liệu kịp hay không. Đây cũng mất không thành công đến Valet. Rakta đã bị dính tạ gấu, đang bị dính khá nhiều cái này. Nhưng ta đã kiểm trả thù trước khi mà ta nằm xuống. Rồng đang gian dở nhưng mà phía bên này Bull đang ta sử dụng đồng hồ để offlay thủy lô tầm nhiên. Mất thành công và xem rất đẹp lên Ember được thể nhằm giữ chân Hiếu Ba. Hiếu Ba đã bị chích điểm. Rồng đang bị tắt vào một con gấu. Rakta là người đi rừng còn sống trong một Edin kẻ nằm xuống thì lấy cái cớ đâu mà trừng phạt. Rồng cho Severus. Baron đã sắp ra rồi và nếu như cứ đánh như này quy trúng Palette đây là mục tiêu được chọn. Ta đang cố gắng móc mà tự và nó móc khá thành công. Điểm một đây là mục tiêu được chọn. Hôn gió trúng bắt đầu trường băng mạng đã có và Davis tiếp theo là DNK. Ta đang bị đốt rất đau. Và đội phía này đang muốn bắt Palette. Palette móc mà tự sao nó không biết để chạy phía bên này thì sau này sẽ xe họ còn bốn người nhưng không có địa, không có địa một thì làm sao mà đánh. Đang chờ đợi những mưa tên lửa của mình có thể hồi lại. Còn đội DNK đang muốn làm một cái gì đó. DNK đang muốn xin kiểu lốc xe. Ta bắt đầu nhắm vào ta lốc xe người bốn nhưng chỉ là một người phía bên này. Palette đánh cho Yado chắc chắn đánh nhau không lại rồi. Yado đang bị dính thủy lô tầm nhìn. Anh ta đang sẵn sàng một phát đánh từ như Slayer lao lên tấn công bắn từ mọi người. Yado sử dụng đơn của mình cũ để giữ chân Slayer phía bên trái. Người đang bị giữ chân lại. DNK sử dụng lốc xe của mình. Baron vẫn đang đạp cái thằng bị xe bên đó bật bỏ xem xét. Ember nhắm thẳng Hiếu Ba. Hiếu Ba bị chật rất đầu và Ezreal là đội cố của Baron. Như cái giá mình đã xây được gì đây. Slayer vẫn đang được bắn. Slayer Artemis vẫn đang được bắn. Slayer đã rút lòng về và có được bạn cùng. Palette móc không thành công. Artemis vẫn đang cố gắng bắn Slayer nhưng Slayer bắn rất đầu với tỷ lệ chiến mạng vô cùng cao rút lòng về. Ngay lập tức Slayer đang tìm mục tiêu vẫn đang muốn dứt điểm Artemis và ta thành công. Đó là Baron và là chiến thắng trong trận đấu giao tranh cho Ezreal. Chỉ phía sau có lẽ bên phía của Ezreal chưa biết nhưng đánh hoa sáng sáng thì phát hiện ra Rakta đang ở đây rồi. Công đắm xuống không rồi không. Giờ đó được móc lại với chiến thủy lô tầm nhìn bị hất tung lên và đó là bản gung dành cho Palette. Phía bên này là sao đây Bull đang bị hất tung. Điên cày cần một tình huống hất tung lần nữa để có thể cho thêm nhịp tấn công đến từ rồi của mình nhưng không cần nữa một cú ngõ mà Điên cày có được bản gung 17-19 cho Ace. Họ đang dần quay trở lại bản thi đấu của Demetrius. Thực sự trực nhịp nếu như họ muốn cướp thì Rakta sẽ đánh hoa sáng sáng đó nhưng mà khi mà anh ta không xuống và Yado là người bị giữ lại ở khu vực đó. Anh ta nằm xuống mặc dù đã có phi hồ nhưng lượng khống chế mà phía SE gây ra là quá nhiều. Ngay lập tức Palette này là mục tiêu được chọn ở phía của Severus ở phía cánh ngược lại. Thả gấu và người Hiếu Bà vẫn đang rất trâu. Đó là tả xung hủ độc giữ chân lại. Slayer thì vẫn đang tiếp tục được bắn một tốc độ tương đối nhanh. Palette này móc hụt và ta không nhiều năng lượng lắm. Đó, DNK đi vào hơi sâu. DNK đi vào hơi sâu và Slayer bắt đầu phải chạy ra để hỗ trợ để cho hướng di chuyển về của DNK nó mực mà nó rộng rãi hơn. Và tạm thời là xe họ có được điều mình cần. Một cửa dành cho họ. Tranh chấp mục tiêu hiện tại nó đang tạm thời phải dừng lại. Cũng trong đó cuộc chiến tranh chấp được công trình SE đây là đội tạm thời đang dẫn trước với 7 trụ. Trong khi đó Sinus chỉ mới có 2 trụ mà thôi. Thả mưa tên lửa để giải quyết những đợt lính Yado. Hôn gió trúng thành công và người của Ember mất đi một lượng máu khổng lồ. Rakta nhắm thẳng vào người của Slayer và ta đang tìm cơ hội bắn. Ta đã phải bung lông mình ra. Rakta một mình đơn độc và ta đã phải nằm xuống trên cây sử dụng lốc xoáy và đất công được rất nhiều người trong đó có cả hai thành viên đối thủ. Mạng vẫn tiếp tục dành cho Slayer vẫn chưa dừng lại. Ta đã có những bạn cùng rất tuyệt vời. Artemis đang bắn lấy được giám thiên thần phía bên này. DNK nhấp nhả và hạ gục được Yado. Phía bên này sau đây bị bút lại đang bị bắn bởi Slayer. Quá là kêu siêu một pha giao tranh mà chúng ta tưởng rằng bên phía Severus đã nắm được tiên cơ khi hạ họ cũng rất nhanh. Đó là Ember nhưng Artemis một thời điểm mà ta đang rất hay tưởng rằng anh ta có thể cân bằng lại lợi thế cho đội tuyển họ. Đây không phải là tiên cơ nữa. Severus cứ ngỡ có tiên cơ nhưng SE mới là đội có tiên cơ. Trên có trao đổi chiêu thức nhẹ nhàng thôi. DNK đang muốn lên vị trí đường trên này khi mà anh ta hoàn thành xong 3 bãi quái rừng nên ta chạy thẳng ra vị trí đường trên để giúp cho Ember có thể đẩy xong tên lính này và về nhà mua đồ. Còn ngược lại thì DNK anh ta di chuyển xuống sông dưới và muốn canh ở vị trí đường dưới này khi mà Hiếu Ba có với cả Artemis đã hỗ trợ. Ui cú bốc vào tường của Hiếu Ba và anh ta đang phải bỏ chạy. Rakta đang di chuyển xuống. Artemis bắt đầu bắn và Slayer cũng đáp trả lại một màn đáp trả rất còn ngạo kích được và công đã buôn khu vực đường trên. Một hit đánh Ember có chiến công đầu rồi là đây. Ember hình như anh ta không có lượng tập nhìn. Con mắt đó là con mắt của bên kia cắm ra và không được dính. Đây rồi, Palette này là vấn đề rất lớn. Anh ta dính thiêu đốt và Artemis mất thanh tẩy. Anh ta cũng dính thiêu đốt được trở lại nhưng có màn hạ gục dành cho Artemis. Anh ta lùi về. Và bây giờ thì sao đây? Slayer bật tăng tốc. Anh ta quyết định lao lên. Mất tốc biến đến cả hai xạ thủ kéo lại rất tuyệt vời đến từ Hiếu Ba. Vẫn chưa có màn hạ gục cho Slayer. Và Hiếu Ba ta sẽ đi bộ về. Và đi bộ mà thôi. Được rồi. Họ đang muốn kiểm soát con khán giả và trước hết đó là họ sẽ ăn một cua có được một lượng tầm nhìn và sẽ có một lợi tăng tốc độ chạy nổ trong người của Na trong tay Ember là vô cùng đẹp. Artemis vừa cấp độ 6 và anh ta có hỏa cầu lý xạ rồi.
Và Rakta bắt đầu chờ đợi cơ hội. Boon đang muốn bật các hạng cự, họ vẫn đang chờ đợi sẵn cú nở đẳng cấp không thành công lắm. Palette hiện tại đó là sứ giả khiến cho đội của Superdust và họ đang tìm cách để có được nó, nhưng phía bên này lao vào tấn công và Ultimate sử dụng W của mình đã bật hỏa ngục liên xạ nhưng không kịp hiểu vào phía này đã bị tấn công và đã phải nằm xuống. Điện cày đang là mục tiêu được chọn bởi Shadow. Shadow chuyển sang mục tiêu khác. Slayer bắn hết nổi rồi, ta W ta làm chậm đi Shadow, mày đã có giờ Ember. Palette là mục tiêu tiếp theo và bốc hồn được Rakta, Rakta nhảy và tấn công Slayer chứ không được điện quay nên là tấn công và đã có được hạng ngục tiếp theo rồi. Slayer vẫn đang được bắn. Boon không có cách nào cả, ta đang muốn cứu nợ thì không chỉ được Slayer, nhưng Slayer đã né được Ember, nhảy lên và Ember có được hạng ngục. Quét sạch mày, quét sạch cho SC kỳ đẹp. Và sau khi bị làm choáng, Điên Cây lướt lên với hộ thể của mình và nỗ lực cứu tốc biến xuất thẳng Samira về phía chủ đồng của mình. Và sau đó cái lượng xét tiêu dùng khá nhiều bị bắt và anh ta không có cách nào thoát. Bạn đã có nhà đi Điên Cây bắt đầu Cerberus, họ tương đối buông thả rồi. Rồng rồi SC hình như là họ đang muốn đối thủ ăn xong rồng rồi sau đó tấn công, hình như họ muốn như vậy. Palette đang lựa góc, Điên Cây cũng đang muốn sút. Điên Cây rất là ma mạnh. Sóng âm chúng đang sẵn sàng và bấy vào đá rất hay và anh ta biết sẽ phải nằm. Mai đã có cho được Slayer và Hiếu Ma đây là mục tiêu được chọn tiếp theo. Điện cày sớm âm chúng bay và đã lần lượt tiếp một kill dành cho Slayer. Và tôi thấy một con Na đã lên bản điểm số như là chung. Đây phía bên này lại là điện cày, để xem nào. Câu viên từ điện cày suốt không vào. Tỷ số cũng được nâng lên từ các cầu thủ của EZ và không thần trống như điện cày suốt ra ngoài. Và vị trí bên dưới thì sao nào, đã có trụ rồi, đây là cái trụ đầu tiên trận đấu. Pool đang bị làm chậm, Pool khá là trâu đây, nhưng bây giờ anh ta tìm góc không, anh ta không có chiêu cuối, không thể nào lùi về được ở pha thi đấu này. Không có đồng đội cứu, chắc chắn là sẽ đi ở pha thi đấu này. Như vậy tôi cảm giác tương đối khó, Pool đang tìm khoảng trống nhưng rất đáng tiếc là nó không diễn ra. Slayer vẫn đang tiếp tục bắn và ta đang muốn có được bài cùng tương đối khó rồi. Họ sẽ quyết định là nhắm mục tiêu vào cái lượng máu của cái trụ trước. Họ có được lượng máu của cái trụ nhưng con rồng nó vẫn có ở đó mà Cerberus vẫn chưa thể nào tác động được. Sóng âm kỳ này không trúng, bay vào đến từ địa. Anh ta đang sử dụng sợi xích siêu vàng của mình để giữ chân Boon, bóc thành công và ngủ của Ember. Ember sắp sửa có một con đàn khổng lồ. Lee Sin đang cố gắng hỗ trợ nhưng hơi khó. Ember sẽ phải nằm xuống và Điên Cây không còn nhiều máu lắm. Điều một lướt lên là tấn công, Rakta tìm mục tiêu còn lại nhưng mà không được rồi. Đấy rồi, cơ hội đồng cho Cerberus. Và đủ lướt lên hôn gió giữ cho được tóc biến lên để có thể tấn công tiếp. Hiếu Ma đã bị hút tung về, sức hút kinh hoàng quá kinh khủng và Điều một đã có được bạn cùng. Sailor vẫn đang được bắn, anh ta chưa hề muốn dừng lại. Anh ta sử dụng tất cả chỉ có thể, anh ta lướt thoát khỏi cú đệm tại không. Anh ta quay ra để tấn công Boon nhưng không thành công. Anh ta biến lướt lên quả cùng ly xả tóc biến diễn theo và đó là mạng đã có dành cho Shadow. Điên Cây tới sống âm bay vào đá, có được bạn cùng đến từ Rakta và Boon đang cố gắng đấm Điên Cây và Điên Cây không nằm xuống lại một lần nữa. Điên Cây lại lên tiếng lúc mà những người đồng đội của mình cần nhất. Dò ra và Rakta đang muốn một vị trí tương đối dễ cảm, đó là bất khả kháng cự và Shadow lướt qua được tường. Ô, người ta lướt một cái nơi khá là thông minh nhưng mà cũng không thông minh lắm. Và Shadow chính quân nên ta không, anh ta nằm xuống là thông minh chứ ba này đó. Tức là thật ra ba này lướt vậy là hay lắm rồi, cái này không ra Shadow được. Shadow được đối thủ ấm tứ vương tám phía, anh ta không chọn cái góc bên phải, bây giờ tôi biết là còn có người nó cũng hợp lý. Nhưng mà phía bên này lại một nửa Điên Cây đi bàn. Đây rồi, một cú sút đến từ Điên Cây, anh ta đang có bóng, anh ta sống bằng xuống, ta bay vào đá người của Rakta. Rakta đang chọn nhầm người, một pha kiến tạo rất hay. Điên Cây đã sẵn sàng rồi, sống âm không trúng, vẫn bay vào đánh, vẫn bay vào nhưng vẫn chưa, các bạn cũng đã có mẹ gục. Và tiếp theo sẽ là Hiếu Bài chàng đầy trụ đang bắn người của Điên Cây và Điên Cây nằm xuống. Điểm một đang muốn trả thù, anh ta quăng sợi xích siêu vào của mình đã giữ chân. Hiếu Bài đang bị ông Lê ta bóc vào cốc. Còn trong cái đó Điểm một sẵn sàng bóc vào người của Hiếu Bà, một cốc nó nhả vào người của Hiếu Bà. Rất nhiều những cú bích xanh vào, họ đang tụ tập người ra đây. Bất khả kháng cự đang di chuyển tới và hình như là Ember đã báo những đồng đội của mình rồi. Con Baron vẫn đang được ăn. Slayer quyết định lướt qua tường và Điên Cây tương tự với cú nợ tàn khốc không ổn lắm. Điểm một bắt đầu lựa góc đúc tiêu từ Slayer, tóc biến lên xuống với tụi hoàng hai người và đang cố gắng câu kéo. Slayer bị dính thủy lô tầm nhiệt, Palette đã bị giữ chân lại. Thiếu Ba tóc biến đã có thể giữ chân Ember nhưng mà không được rồi, pha lao vào tấn công đến từ Điên Cây nhưng mà Điên Cây mắc mũi tóc biến đâu tác đi. Ember đẩy được anh biết vào tường và anh ta mang lại cho Slayer mà hạ gục, nhưng mà Slayer đang bị dính hôn gió quay ra lại bắn rất khỏe. Điên Cây quay trở lại với pha vào ranh và đó là bài hạ gục liên tục cho tụi mình. Xe cú nền không hề tàn khốc, Boon sẽ bị dứt điểm và là một tình huống tuyệt vời đến từ Ember cũng như là sát thương kết cục của Slayer. Kịch thịt, Boon sẵn sàng với cái bất được không? Lao lên với Shadow, Shadow không có thành công. Slayer là người bị bắt lại, anh ta dính lùi hay tạm lướt kia và Slayer thoát được luôn. Slayer thoát được nhưng mà khoan đã, chưa phải là hết nha. Tạm thời thì các thành viên của SE họ đang tạm thời là chưa bị nguy hiểm mà thôi. Nếu ba đang muốn mong, Rakta đang giữ chân, đó là sức hút kinh hoàng giữ chân hai người. Palette chắc là sẽ chết thế, Palette chắc chắn sẽ muốn mà nằm xuống thế để giúp cho một khoảng trống mở ra và cái đất địa một có công trình của mình dưới rồi. Nhưng Lâm Lang đang đẩy ở vị trí đường dưới đang có Ember. Ôi móc khá thành công nhưng mà Shadow chưa hỗ trợ được, bắt đầu sử dụng kỹ năng hút gió rồi. Mọi thứ đang dùng vào người và có lẽ như Slayer đã phải nằm. Biết bây giờ họ sẽ không chỉ dừng lại ở cái mức độ công trình nữa, họ có thể có được một tương lai tốt hơn nếu như họ có được cái trụ thứ ba của mình trên này nữa. Điểm
một đánh rất tự tin. Dịch chuyển của đoạn tài khóc Buôn đang tương đối vô nghĩa, sóng băng của DNK không có nhiều tác dụng lắm. Palet muốn giữ chân Buôn lại nhưng không được, rất tàn trưởng như đã bị né rồi. Một pha e đi một đầu quan sẽ xích, anh ta đang bị như là thủy lô tầm nhiệt hất lên nhưng ngay lập tức W về khá hay. Đây là một Ember chuẩn bị làm một con nạc khổng lồ với một đèn xe này bay màu đá tốc bí xuất được Artemis về. Quá tuyệt vời, đây là của đội bạn cùng và Rakta đây là một tiêu được chọn. Ta đang sử dụng đồng hồ của mình cứu nạn tại không buồn không chút được cơ đồng đội màn đã có cho Ember. Buôn một đèn, Buôn đang bị nhắm tới một cú móc thẳng vào người của địa một tiên địa một rất khỏe. Ta quay đây là tấn công mang lại mà hạ gục dành cho Slayer. Điên gay còn thở và Slayer còn bắn, Buôn sẽ phải nằm xuống. Tuyệt vời dành cho Ace và tuyệt vời cho Điên gay ở trong ngày trận đấu hôm nay. Khi mà Artemis phải lên bàn đường số ở pha trận đấu vừa rồi thì chắc chắn cái lượng sát thương của Sơ rất không còn nữa. Và chiêu cuối rất đẹp từ Ember đẩy văng đối phương về vào vị trí mà bên phía của SE họ đang chờ sẵn và chỉ duy nhất là Pool của sống sót mà thôi. Tỷ số là 2-1 dành cho SE và SE họ sẽ tham gia trận tie break cùng với cả Team World.